Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh mạnh đã đi vào Bắc Bộ, sương mù che phủ do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ gây ra mưa rào và có nơi có dông tại khu vực Bắc Bộ. Cùng với mưa thì nền nhiệt ngày hôm nay sẽ giảm đi đáng kể với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vùng núi ở mức từ 19 đến 21 độ. Còn khu vực vùng đồng bằng với mức nhiệt từ 21 đến 23 độ. Đến trưa chiều nay, khối không khí lạnh tràn xuống mạnh hơn, làm cho nhiệt độ giảm sâu hơn. Bắc Bộ xảy ra một đợt rét đậm. Sáng đến tối cho đến sáng sớm ngày mai, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 13 độ. Vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ dưới 0 độ. Cộng với mưa, có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Với các tỉnh miền Trung, đến trưa nay, không khí lạnh cũng bắt đầu ảnh hưởng đến các khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do vậy, từ nay đến ngày 27 tháng 12, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 200mm. Cùng với những cơn mưa thì nhiệt độ ở đây cũng giảm dần. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay, nhiệt độ giảm sâu, cao nhất chỉ từ 21 đến 23 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ vẫn cao là từ 25 đến 29 độ. Về đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, trời rất đậm ở khu vực Bắc Trung Bộ với mức nhiệt thấp nhất từ 11 đến 14 độ. Xuống với thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, cả hai khu vực đều không có mưa. Trời nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ và Nam Bộ với mức nhiệt từ 31 đến 33 độ. Về đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, trời se lạnh ở Tây Nguyên và mát mẻ ở Nam Bộ. Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều nay sang đến ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.